Kênh năng lượng TK Bonsai xin thân ái kính chào quý cô chú anh chị đang xem kênh. Hôm nay thì kênh trở lại với nhà vườn của em Phong, địa chỉ phường Thành Phước, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Xin kính mời quý vị cùng giao lưu với nhà vườn của em Phong. Chào Phong. Dạ em chào anh, em chào quý cô chú anh chị trên kênh là TK. Xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã ủng hộ kênh cũng như ủng hộ em cháu mình trong thời gian vừa qua. Thì hôm nay em cháu mình gom về mặt hàng những cái kiểng cổ để giao lưu với cô chú anh chị mình. Thì qua chương trình của chú anh chị mình có yêu mến kênh cũng như yêu mến em cháu mình, liên hệ với số điện thoại gần xa là 0903 433 949, và đó cũng là số Zalo. Và cái lô cây này nếu mà phơm cây cao thì em bao ship cho quý cô chú anh chị mình là 300 cây nha. Còn lùng lùng thì em cháu mình bao toàn quốc, tại vì những hàng này hàng cao không cô chú anh chị. Dạ rồi, cũng không làm mất thời gian quý cô chú anh chị mình, em cháu mình lên cây số 1 ạ. Cây số 1 này là cây khế chua ghép khế Nhật của clip rồi nha. Giá chưa tới nên em cháu mình chưa Zalo được nha cô chú anh chị mình. Cây hôm nay bắt đầu quắn thực non dữ rồi cô chú anh chị. Nó hơi nắng cô chú anh chị mình cũng thông cảm giùm em nha. Tại cái lưới lan của em nó không có tới á. Mặt tiền mặt hậu đều đẹp hết cô chú anh chị. Mong là clip này có duyên để cho em nó về giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Chiều cao tới mặt đầu này em đo được là 45. Quanh cái đây em đo được là 32. Từ giò trước tới giò sau là 24. Tán này về cành hồi này nó là 85. Tán ngang em đo được là 40. Giao lưu của chú anh chị mình là 7 triệu. Mong clip này cho đi vô rồi ha cô chú anh chị. Ship luôn chậu vô cô chú anh chị mình luôn. Em đã xử lý cái chất trồng này nọ hết rồi, về chỉ cần ra trái và đâm tược mình chơi thôi ha. Dạ rồi, em cháu mình xin phép đổi cây luôn ạ. Lên cái này đi anh. Lên cái này nè, cái này. Rồi, ok. Được rồi nha. Mã số 2 là một cây kim giòn. Cây này giá trị nó cao hơn cô chú anh chị mình xem cho kỹ giùm cho em cháu mình ha. Cây này nếu mà bán kính 300 cây đổ lại là em ship chậu, còn nếu mà trên 300 cây là em xin rút chậu hả cô chú anh chị. Cây này cũng khá là khéo cây ha. Kim giòn ghim chứ không phải là lòng mứt ghép nha cô chú anh chị mình. Cái này mà phải em có thời gian em đi lấy gông em đắp lên đây nó, những cây này rất là đẹp hả cô chú anh chị. Cây thiên nhiên ha cô chú anh chị. Mặt tiền đây ha. Chiều cao em đo được là 65. Tán em đo được là 60. Này em đo cái chấn cũ đi ha cô chú anh chị. Dạ. Tổng hình cũ này em đo được là 68. Đo này nó bị cắn cung ghế, bắt đầu cái em bỏ ra cung ghế em đo sát trong cho cô chú anh chị mình là 61. Cây có 3 thân. Nằm 3 thân lắc léo nhìn nó quyện nhau rất là đẹp, không bọng không lũa không mục đâu hết ha cô chú anh chị mình. Cây này em mua gần nhà nên em biết là cây này cây ok hết cô chú anh chị, bứng vườn về người ta nuôi lên ha. Thì em mua giá nó cũng hơi cao nên em báo giá mình cũng hơi cứng cứng chút, cô chú anh chị mình cũng thông cảm với em cháu mình. Mã số 2 xin giao lưu cô chú anh chị là 11 triệu. Dạ, bao ship 300 cây, xa hơn thì rút chậu á. Như toàn quốc là em rút chậu như cô chú anh chị. Dạ, cây này thành phẩm rồi, kim giòn mà bẻ được nước dây này cũng khá đẹp hết cô chú anh chị. Nhiều mâm lắm, cây này về mình chơi phối cảnh cho mình chơi ha. Dạ rồi em chấm xin phép đổi cây luôn ạ. Vô vô tường luôn đi. Nhẹ, nhẹ anh. Kế tiếp là mã số 3. Mai Chiếu Thủy. Dạ, mã số 3 là một cây mai chiếu thủy.
da đen lá lớn. Cây này dòng xoáy tình yêu ha, cây nghệ thuật theo cô chú anh chị. Nó như trái tim chỗ này vậy đó. Em tưởng đâu chủ vườn không bán không mà, nhưng mà bán thì giá nó cũng chát. Nhưng mà mình sở hữu được cái tác phẩm này rồi mình không có sợ hết cô chú anh chị. Cây rất là khéo ha cô chú anh chị. Mình gán mình lợp cái nón nó là ok á. Chiều cao em đo được là 52. Tán ngang em cháu mình đo được là 60. Rồi cái này không biết đường đo hoành thăng luôn. Tổng cục đế tròn cái này em đo được là 60. Tai chi nó cũng bự lắm nha cô chú anh chị. Đó, hàng này hàng độc lạ ha cô chú anh chị. Giao lưu cô chú anh chị mình bao ship toàn quốc là giá là 4.200.000. Cây này nhìn ngoài có duyên lắm nha cô chú anh chị. Đó. Nó liền với nhau hết nha cô chú anh chị. Dạ rồi, em cháu mình xin phép đổi cây. Dạ, kế tiếp là mã số 4. Ôi, cây này hồi nãy chưa ghi giá. Dạ. Trà Phúc Kiến. Dạ, có cây cũ khá là bự cô chú anh chị. Dạ. Cùm rụm trà Phúc Kiến hay cô chú anh chị. Có người mình kêu là trà Phúc Kiến, có người mình kêu là bùm rụm. Cái này mình về mình vô chậu đó, này ra nữa ra cụm mình chơi. Cũng rất là khéo cô chú anh chị. Mã số 4. Chiều cao em đo được là 66. Ngay chỗ này là 12. Đó, ngay đây là 12 hết cô chú anh chị. Cái cục cái này cành nóc kia luôn. Giờ mình đo bỏ mấy rễ này đi ha. Không có mục đâu hết nè. Là 44 hết cô chú anh chị. Dạ. Chạc xuống thì nó bự hơn nữa. Ra nó ra tới 50 đằng. Nếu mà đo dính rễ nó tới 50 đằng cô chú anh chị. Giao lưu cô chú anh chị mình là 3 triệu. Mấy cây này tuổi đời nó lâu lắm mà nó mới được gì nha cô chú anh chị. Dạ rồi, em cháu xin phép đổi cây. Cây kim quýt của clip rồi em còn được mấy cây hả cô chú anh chị. Mã số 5, bán giá cho cô chú anh chị mình dễ chơi luôn. Phong chanh. Cây thì thấy chứ nó nhỏ chứ nó già dữ lắm rồi đó cô chú anh chị. Tán ngang em đo được là 75. Chiều cao em đo được là 44. Hoành thân em đo được là 12. Cái này thì rút chậu hả cô chú anh chị. Giao lưu cô chú anh chị mình giá là 1.400.000. Chơi VIP của cô chú anh chị mình luôn. Rút chậu 1.400.000. Kim quýt già nè cô chú anh chị mình coi nè. Được rồi, em cháu mình xin phép đổi cây. Cây này mã số 6, cây này nhiều người hỏi lắm này cô chú anh chị. Nhưng mà do cô chú anh chị mình mới biết chơi thì thấy cái thẹo này nó hơi sợ, nhưng mà nó thì nó sành hết rồi hết cô chú anh chị. Mã số 6 kim quýt. 4-5 người điện nha, nhưng mà để coi lại không cô chú anh chị. Trái hôm nay khá nhiều rồi. Cái này coi có duyên với ai về người đó giùm em. Dạ. Đây là em đo được là 52. Tán ngang đây em đo được là 40. Từ đây tới cành hầu là 60. Mã số 6 nha cô chú anh chị. Hoành thân là 16. Giao lô gút chậu với cô chú anh chị mình. Dạ. 1.500.000 luôn. Đi nhanh đi lẹ luôn. Như con thú nằm cô chú anh chị, có vết thẹo trên lưng ha. Dạ. Anh vô gần anh dính bẫy, bây giờ anh dính thẹo cô chú anh chị.
Dạ rồi, ông cháu mình xin phép đổi cây luôn. Linh Sam siêu bông. Mã số 7. Cây này mà ông chiếc này cho đi gò 3 4 clip rồi cô chú anh chị. Chiếc này bán phá quầy hoặc lỗ luôn cũng được nha cô chú anh chị. Mã số 7. Siêu bông. Hôm nay vàng xương ra khá là mịn nè. Cây này rất là đẹp nè cô chú anh chị, vàng phơm tàn đẹp. Hoành thân em đo được là 26. Chiều cao em đo được là 66. Tán ngang em đo được là 70. Cây Linh Sam mã số 7 này giá mong muốn gửi đi của em cháu mình là 2.500.000. Tống cái thùng không gửi đi không hơn 500.000 rồi đó cô chú anh chị. 2.500.000. Dạ rồi, em cháu mình xin phép đổi cây. Kế tiếp là mã số 8, em được một cây ngâu ha cô chú anh chị. Dạ. Mã số 8. Cây ngâu này bonsai rất là khéo ha, trên này nó bị không sao hết, sành đá, em không có chét keo hay cát gì hết nha, có sao em để vậy ha. Cái này em báo cho cô chú anh chị mình vậy. Có nu na già lắm rồi cô chú anh chị. Mã số 8 xin thông số. Chiều cam đo được là 23. Ngâu này nó có cái củ đế chặt đều ha cô chú anh chị. Củ này em đo được là 49. Đường kính bầu em đo được là 30. Đó. Mặt hậu nè cô chú anh chị. Này nữa mình về để râm tược bẻ ra cái bonsai đẹp lắm, khá là khéo. Trời, cái tược này sao mà nó bị ai đi đạp chúng gãy luôn chứ chị. Dạ, giá giao lưu của em cháu mình là 3.200.000. Dạ, em cháu xin phép đổi cây ạ. Mai vàng. Clip này em có được một cây mai vàng hay không chứ anh chị? Lên chậu luôn. Cây này cô chú anh chị mình nhìn ngoài á là nó xù nha. Đó. Cái nhánh này nó xù hết rồi nè. Đó, cô chú anh chị mình muốn sở hữu em nó thì xem cho kỹ thì kỹ giùm cho em cháu mình ha. Cái vết này vết xù nè. Cái này nu mạnh lên nó bung nha cô chú anh chị. Mã số 9. Chiều cao em đo được là 44. Từ đây ra đây em đo được là 83. Hoành thân em đo được là 17. Cây này nằm chậu lọt lòng là 40. Này vô chậu này chậu là chậu 34 cô chú anh chị. Một cây mai vàng bông đẹp nha cô chú anh chị. Zalo cô chú anh chị mình cả chậu luôn. 3.500.000. Mã số 9. Chậu này chậu đổ nè cô chú anh chị. Chậu cũng khá là đẹp nha. Dạ rồi, em dám xin phép đổi cây luôn á. Lên cái khế này.
Clip này của em được một cây khế ngọt nè cô chú anh chị. Tại chị nó múa khế ngọt nha cô chú anh chị. Mua rồi chủ vườn mới báo là được cây khế ngọt nha cô chú anh chị. Ban đầu mình mua mình cũng nghĩ là khế chua không à, nhưng mà ai ngờ trúng được cây khế ngọt hết cô chú anh chị. Cây này già lắm rồi. Chiều cao tới mặt bầu em đo được là 146. Từ đây qua đây em đo được là nó 80. Quần thân tại vị trí này em đo được là 40. Xích xuống cái cũ như này là được 68. Đế sổ xuống đây là được 36. Tổng đế em đo được là 140. Cái này già lên nu nè cô chú anh chị. Cây khế mã số 10. Giao luôn cô chú anh chị là 5.500.000. À. Dạ. Mấy cái phôi này em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. Lên nu nè cô chú anh chị. Khế già cắt nó lên nu nè. Khế già là khá về ha. Khế ngọt mã số 10. Rồi em chám xin phép đổi cây luôn ạ. Bộ ba đi. Trung bích ha. Coi chừng gai nha. Như tỷ mình biết ginh thì dễ của chú anh chị. Mấy ông anh không biết ginh sợ thọt vô gai không á. Em được cặp kim quýt này tai chi cổ hả của chú anh chị. Em lựa mấy cây đế đẹp đẹp với dáng đẹp hay của chú anh chị. Mã số 11 và số 12 là kim quýt ha. Đó, mầm chi khá là đẹp, đế một đống đế luôn. Dạ. Chiều cao tới mặt bầu em đo được là 150,5 m hay cô chú anh chị. Tán ngang em đo được là 110. Mấy cây kim quýt này già lắm rồi. Ba mấy 40 năm một cây hay cô chú anh chị. Trái thì ăn xúc sắc rồi. Con cái này nằm như con thú của cô chú anh chị. Hoành thân. Hai mươi hai, tính của chú anh chị mình là 20. Coi chừng. Tổng nồi đế trên đây là 87. Nó già nó nằm của chú anh chị con ha. Dạ mã số 11 cây kim quýt này giao lưu của chú anh chị mình là 8 triệu á. Bao phí ship cho quý của chú anh chị mình là 300 km. Rồi. Buông lên. Mã số 12. Đó. Kim quýt tiếp tục. Được một cặp kim quýt lớn hay cô chú anh chị. Mấy cái này hàng lâu đời hay cô chú anh chị. Nào giờ mới thấy cái kim quýt nó bự dữ vậy đó. Chiều cao em đo được là khoảng 1m6 đến 1m8 hay cô chú anh chị mình. Tính 1m8 đi. Tán ngang em đo được là 110. Em này nó lớn tuổi hơn em nhiều lắm đó cô chú anh chị. Đó, em xin thông số. Ngay trên này em đo được là 23.
xích xuống đây là nó 46. Tổng cái cục đế này là 115. Nó có một vít thẹo ngay đây. Đó là nè, tới vít sống hết trơn. Mình tưởng đâu nó mục không, nó không có mục hết cô chú anh chị. 7 mâm. Giao lưu của chú anh chị mã số 12 này giá là 9 triệu ạ. Dạ không, 300 cây ạ. À. Em cháu mình ship 300 cây. Xa hơn thì em cháu mình thương lượng. Tại mấy cây này nếu mà đi dùng ngoài là chỉ có đóng ba gết thôi. Vô đó luôn anh. Mai chú thủy nu da đen. Hàng này hàng độc nữa nè cô chú anh chị. 9 mâm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Bộ 3. Hàng này hàng độc lạ nha cô chú anh chị. Chiều cao tấm bộ em đo được là 1,5 m ạ. Tán ngang em đo được là 68. Máy nói cái này nó lên cụm cụm san hô hết rồi nè cô chú anh chị. Liên lạc hết ha cô chú anh chị. Dạ. Tổng cái bệ này em đo được là 133. Chiều dài em đo từ thân này qua tới thân kia là nó 40 đúng ạ. Chơi quanh thân giữa này đi. Giữa này là đại diện này là nó 18 à. Thân này lớn hơn này. Nhưng mình đo thân giữa đi cô chú anh chị. Ngay đây có một vết hồi xưa nó bị chày chút xíu nè. Mà không sao hết hả cô chú anh chị. Bộ ba độc lạ này em xin giao lưu của chú anh chị mình mã số 13. Và giá là 7 triệu ạ. Rồi có giá ở trên nè. 13. Dạ bao ship cái này toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. Cái này dễ bao nè. Hàng độc lạ hả cô chú anh chị. Này độc lạ bình minh nha cô chú anh chị. Dạ rồi em cháu xin phép đổi cây ạ. Dạ mã số 14. Mai chiếu thủy. Da đen, bên em chơi da đen với da xanh nha cô chú anh chị. Cây con xài em cháu anh báo gì ha, cây này nằm dáng thú cô chú anh chị. Nằm trong cái hộp nè. Này em bán bộ 3 cho cô chú anh chị mình ha. Dạ tổng đế là 113. Mình thăng đo bỏ cái che ra. Cái này tại vì còn ở trên nó còn hơi yếu nên em cặp cái che đỡ thôi chú anh chị. Đây em đo được là 24. Cây 5 mâm. Em được bộ 3 5 mâm rất là khéo của chú anh chị mình. Tán ngang em đo được là 80. Chiều cao tầm khoảng 1m6 đến 1m7 của chú anh chị. À, mã số 14. Giao lô của chú anh chị 6.500.000. Dạ 300 cây ạ. À. Mấy cây này chỉ có đi xe tải thôi của chú anh chị. Còn dùng ngoài nếu mà mình ấy mà em cháu mình thương lượng em cháu mình đóng ballot đi của chú anh chị. Xuống nè. Dạ mã số 15. À, em được bộ 3 ha. Hai cây nhỏ và một cây lớn khá lớn luôn á. Cô chú anh chị mình coi nè, cái độ già nè, nằm học nè. Mã số 15. Cục này khá là dữ ha cô chú anh chị. Đặt kẹo luôn là 98. Quanh thân trên này em đo được là 19. Cây này cũng vậy luôn, tán ngang cũng 80 luôn, chiều cao khoảng 1m6 đến 1m7 luôn. Cũng 5 mâm luôn, tại vì em mua chung một chỗ ha cô chú anh chị. Giao lưu của chú anh chị mình 7 triệu ạ. À. Cô chú anh chị mình lấy bộ 3 đi. Cây này nó được bộ 3. Với một hai cây nhỏ và một cây lớn khá là đẹp luôn.
Dạ rồi, em chấm xin phép đổi cây luôn ạ. Dạ, kế tiếp là mã số 16. Đó, bộ 3 mà mình lấy bộ 3 này về mình chơi là ok ha cô chú anh chị. 14, 15, 16. Khủng bố luôn. Cây này cũng 5 mâm luôn ha cô chú anh chị. Nồi đế là 150 cô chú anh chị. Sang hô ha. Kẹo kính hết cô chú anh chị. Quanh ngay đây em đo được là 42. Cái này em chưa có test độ cao nữa. Dạ, tán em đo được là 110. Em hảo chiều cao cái này 2m4 đi cô chú anh chị. Cả 2m4 ha. Nón ở trên dày kẹo hết rồi cô chú anh chị. Nói chung xương dầm lớn hết rồi. Dạ, mã số 16. Mã số 16 này xin giao lưu quý cô chú anh chị mình gần xa. Giá là 13 triệu ạ. Dạ, bao ship 300 km cho cô chú anh chị mình luôn ạ. Lấy bộ ba về mình chơi tuyệt vời luôn cô chú anh chị. Mai chiếu thủy nu da đen lá lớn. Bộ ba là giá, nói chung là em chơi bên em lá lớn nhiều lắm cô chú anh chị. Dạ rồi, em chấm xin phép đổi cây luôn ạ. Dạ, kế tiếp là mã số 17. Đó, cây này nó cũng có form form cây ông bé cũng rất là đẹp ha cô chú anh chị. Dạ. Chiều cao em đo được là khoảng 1m8 ạ. Tán ngang 1m5 ạ. Hoành thân ngay đây em đo được là 40 ạ. 40. 42 tính 40 đi cô chú anh chị. Thốt thân tới một bầu là nó 69 ạ. Tổng cục đế này em đo được là 136 ạ. Cây này về mình trồng mình giấu đế sau này cái chỗ này nè. Nó bung ra cái nhìn nó ghê lắm cô chú anh chị. Nó cuộn cả cuộn cả cuộn trong này chứ. Cây già lên thấy ghê cô chú anh chị. Đó, xương dâm ở trong nè cô chú anh chị. Nhìn vàng xương dâm ở trong. Rất là khủng ha. Mã số 17 giao lưu cô chú anh chị mình là 9.900.000 ạ. Mấy cái này tiền phí. Tiền phí mà nếu mà mình đi dùng ngoài từ giá có 2 triệu của cô chú anh chị. Dạ rồi, em cháu mình xin phép đổi cây luôn ạ. Dạ. Cây mã số 9 này là cây cú líp của chú anh chị. Dạ. Cái này bằng quay nó hơi cứng. Đó, cây này thì form cây dày hết cô chú anh chị. Dạ, rồi, em xin thông số. Chiều cao em đo được là 110. Tán em đo được 130. Thốt thân tới một bầu là 35. Cây này nó có một vết thẹo bên này nhưng mà liền hết cô chú anh chị. Không hết hết lũa hết mục nữa. Hoành em đo được là 43. Tổng cục đế này em đo được là 126. Dạ, đây điểm yếu của nó ngay đây. Một vết này nó chạy ngay đây xuống nè. Nhưng mà bây giờ là nó ốp vô nè cô chú anh chị thấy không? Là chứ. Dạ, chỗ này nó sành đá nè. Là cứng ngắc rồi, không còn một lũa nữa hết cô chú anh chị. Mình nuôi mấy cây này sau này mở đế cho mày nè. Nè cô chú anh chị mình coi nè. Đó, tại em không xịt ra nha. Đây nè, đế bành bành không nè. Nó nằm bít cái chậu này là trên có khoảng gần 30 năm đó cô chú anh chị. Đây, mặt tiền đây ha. Trời trời, cái này trong này giữ lắm đế rồi cô chú anh chị. Mình về mình trồng sau này nè, những chân này nè. Một cục trên nịnh luôn.
giao lưu cô chú anh chị mình là giá 10 triệu ạ. À. Rồi, cũng là cây cuối clip. Xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình đã quan tâm và xem clip của em cháu mình. À, kính chúc quý cô chú anh chị mình xem clip thật là vui vẻ. Có ưng ý cây nào đó liên hệ với em cháu mình. Và em cháu mình xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo ạ. À. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem hết video. Chọn được cây ưng ý, liên hệ với nhà vườn của em Phong để chốt cây. Số điện thoại được đặt trên tiêu đề và trong mô tả. Chân thành cảm ơn, trân trọng kính chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.